Xin chào các bạn, lại về một cặp tài xì nhành Thái cho anh em lên xe cúp 8186 nha. Thì đây là cái cặp đặc biệt là nó làm bằng Atimon. Nó giống như cặp Zin nha các bạn. Nếu mà anh em nhìn bên ngoài, anh em sẽ thấy nó giống như cặp Zin nha. Bên trong nó chỉ khác nhau là bên trong nó không có chữ da băng. Cái thứ hai là nó quá đẹp so với bình thường thôi. Tại vì nếu mà anh em tháo xe thì nó sẽ có bị rỗ này nọ các em. Còn ở bên ngoài thì nó rất là đẹp. Chất liệu nó là Atimon giống như zin, khối lượng và độ dày của nó cũng giống như zin luôn. Cho nên nhiều anh em nói đùa là đây là hàng xé bịch là cũng ok luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp. Thì dành cho anh em nào mà lên xe mà muốn một cặp tai xi nhan đẹp như zin thì đây là cái giúp cho anh em giải quyết nhu cầu nha, rất là rẻ. Cái chụp này đi theo của cái cây này là chụp lô nha anh em, chụp Việt Nam, chụp Việt Nam gắn vô. Còn cái tai xi nhan là tai xi nhan Thái nè, đó muốn chơi zin nữa anh em cứ gắn cái chụp zin vô nữa là thôi, bao hết bài cho anh em luôn. Rồi về được ba cặp nha anh em. Thì anh em nào thích thì có thể chơi vài trăm ngàn cặp thôi. Nếu thích thì chơi cặp này khá là kinh tế. Thay vì anh em mua một cặp tay xi nhan zin theo xe nó bị móc meo rỗ thì trước này nọ, thì cái cặp này nó cũng khá là kinh tế, nó rất là dày nha. Nó không giống như cái hàng của Việt Nam, nó là bằng tôn mua có 12 20 ngàn 30 ngàn lấy tay cái bẻ là nó bể. Còn cái thằng này là anh em lấy búa đập nó cũng không bể luôn nha, rất là chắc chắn. Mình nếu mà so với chất lượng thì mình so với zin nó còn bền hơn zin nữa, chắc hơn zin nữa anh em, rất đẹp nha. Rồi anh em nào có nhu cầu lên cặp tai xi nhan hàng đồ chơi như zin liên hệ với mình nha, số điện thoại trên màn hình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở hoặc Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp mình shop để mua, thì chuyển khoản rồi bên mình ship bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship bạn sau, không ship code nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.